Andy Thanh xin trở lại đến tất cả quý vị khán giả trong buổi trò chuyện ngày hôm nay với Andy Thanh và chị Thanh Lan cũng như chương trình của Blue Sun Music trên hệ thống truyền hình VBS. Thì trước khi trở lại với chị Thanh Lan thì một lần nữa thì Andy Thanh xin nhắc lại là DVD mới phát hành của Blue Sun Music với chủ đề là bài ca kỷ niệm, thưa quý vị. Và bên cạnh đó là một cái chương trình đại nhạc hội trực tiếp thu hình với chủ đề là Tình lính vô bờ, thưa quý vị. Tình lính vô bờ vào ngày Chủ nhật 27 tháng 4 vào lúc 2 giờ chiều và 7 giờ tối tại Rạp Hát Sài Gòn Performing Arts Center, thưa quý vị, ngay tại trung tâm Lido Sài Gòn này của mình, thì quý vị có thể đến đây mà để thưởng thức những cái chương trình ca nhạc, những tình lính chiến khúc, những tình khúc lính chiến bất hủ và những ca sĩ mà quý vị đã từng yêu mến trong những thập niên qua, cũng như là những ca sĩ mới mà quý vị cũng đã yêu mến trong những video Blue Music trước đây, thưa quý vị. Trở lại đến chị Thanh Lan, thưa chị. Nói đến nhắc chị Thanh Lan và nhắc đến những nhạc phẩm lính ngày xưa thì thưa chị, ngay từ nhỏ mà em không bao giờ em quên được những biết bài bài gì không? Chị là Nhật Trường hát bài bài Anh không chết đâu em, rồi bài Chiều chinh phá Tam Giang, Quá phụ ngây thơ nữa phải không chị? Có quá phụ ngây thơ, Quá phụ ngây thơ, người ở lại Charlie. Người ở lại Charlie, những bài mà em thấy to những bài hay không mà ngày xưa thì chị nhớ cái những cái thời đó chị hát thì chị thường có đi hát live những bài đó không, hay là chỉ mình hát trên radio hay là thâu băng thôi chị? Hồi thời đó thì thú thật là tại vì chị còn học trên đại học đó cho nên chị không có đi hát ở ngoài, cứ lên tivi với lại thâu băng nhiều hơn, ít có hát live lắm Ít hát live cái Dạ wow. vâng. Nhưng mà cái những bài đó chị biết không, sau khi năm 1975 và em lúc đó em bắt đầu mới nghe nhạc mà cứ nghe đi nghe lại những bài đó là những bài, Dạ. phải nói rằng là những bài hát là những bài bất hủ á chị ha. Dạ. Những bài mà Nhật Trường với lại chị mà không bao giờ những nhạc lính mà lúc nào cũng nghe tới nghe lui là người ta phải nhắc đến chị với lại nhà Nhật Anh Nhật Trường. Trường. Vâng, anh Nhật Trường, anh có cái hay là những cái bài của anh đó, tuy là nhạc lính, nhưng mà nó không có nghe đùng 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 mà nó lại nghe rất là tình cảm. Nhưng mà trong cái tình cảm đó vẫn có cái oai hùng của người lính. Dạ, thành nó không có phải là bi thảm mà nó vẫn có một cái vẻ gì rất là oai hùng và tin tưởng vào tương lai. Thưa chị Thanh Lan thì trở lại với chị là hồi nãy thì chị cũng có kể những cái phim chị đóng thì em biết trước năm 1975 thì chị cũng nổi tiếng là nữ tài tử đóng phim cũng hay, vừa đóng phim rồi vừa đóng kịch rồi vừa ca hát, mà thực sự ra thì trong cái lĩnh vực nào em thấy chị cũng nổi tiếng và cũng được khán giả yêu mến hết. Cảm Cái ơn đó là em. phải công nhận cái đó thì thưa chị có thể nào nói riêng cho quý vị khán giả thích nghe coi, hay hoặc là giữa ba cái kịch, cái phim ảnh cũng như cái ca hát thì chị nghĩ là chị thích nhất cái nào, hoặc là cái nào mà để làm cho chị mà chị lúc nào chị cũng không thể nào mà bỏ được cái nghề đó. Không bỏ được hả? Chắc là không bỏ được sân khấu. Dạ vâng, thì sân khấu thì phần nhiều là ca nhạc nhiều hơn, tại vì mấy khi mới có được một vở kịch. Kịch thì cũng thích là vì cũng có khán giả. Thanh Lan thì thích có khán giả xem mình diễn lúc đó, tại vì phản ứng của khán giả đó, những tiếng vỗ tay hoặc là những tiếng ồ, tiếng à, tiếng xù xì, cái đó nó làm cho mình hứng khởi lắm. Còn đối với phim ảnh thì cũng mê, nhưng mà đối với phim ảnh là mình sống riêng cho mình. Lúc đó chỉ có một mình với cái ống kính thôi. Nhưng mà chính ra những cái lúc đó mình mới dễ sống thật cho mình. Ví dụ như mình diễn lên những cái cảnh bi thảm nào đó, nhưng mà thật sự á, là mình lại nghĩ tới những cái cảnh bi thảm đã xảy ra cho mình. Cho nên là mình mới dễ xúc động. Và lúc đó thì coi như hoàn toàn là một tâm hồn cô đơn với ống kính mà thôi. Còn sân khấu ca nhạc thì lúc nào cũng có quý vị bao quanh. Mà quý vị bao quanh thì giống như là một vảy vòng tay ôm thật là lớn ôm lấy Thanh Lan từ mấy chục năm nay. Điều đó làm sao mà bỏ được quý vị. Thì nếu mà chị nói chị yêu mến ca nhạc thì em bây giờ nói về riêng ca nhạc thôi, chị hát nhạc tình cũng thành công, mà chị hát nhạc Pháp cũng thành công, mà chị hát những loại nhạc nhanh nhanh cũng thành công nữa, giống như là hồi xưa chị nổi tiếng về những cái bài búp bê không tình yêu, tức là nhạc buồn chị cũng thể là chị cũng đi vào lòng khán giả, mà nhạc nhanh chị cũng đi vào lòng khán giả, rồi nhạc Pháp nhạc tình thì thưa chị em phải nói chị là một ca sĩ, là một người có variety, tức là đi vô đủ thứ loại hết trơn á, thì chị có bao giờ chị nghĩ rằng là chị thích một cái loại nhạc đó, hay là chị hát tất cả bởi vì là do là cái nghề của mình bắt buộc mình phải biết hát hết, hay là đó là từ xuất phát mình thích như thế nào chị? Chính ra thì cái
cái cá tính của Thanh Lan nó cũng trải rộng lắm, nó không phải là một phía. Khi thì vui thì thật là vui. Trước 75 thì trong những cái chương trình Tết đó thì lúc nào những cái bài vui á, những ông trưởng ban nhạc đều đưa cho Thanh Lan hát hết. Cha 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 đó, những bài cha 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 hát vào trong mùa xuân đó. Thì lúc đó, hồi thời đó mình là coi như là khuôn mặt đại diện cho giới trẻ Sài Gòn mà. Thành ra những cái gì mà vui tươi trẻ trung thì thường đưa cho Thanh Lan. Nhưng mà cái tâm hồn Thanh Lan đó thì lúc nào cũng muốn có những giây phút lắng đọng để nhớ về thuở ấu thơ với cha mẹ, hoặc là những cái con đường có lá me bay mà khi trên đường đi học về đó. Có những lúc mà hồi nhỏ thì Thanh Lan đi học thì bố chạy xe hơi tới đón về, nhưng mà đôi khi thì bố đi đón mẹ trước rồi mới đón mình sau, thì thì Thanh Lan xin phép bố mẹ cho Thanh Lan đi bộ về. Thì chính những cái lúc mà đi bộ thơ thẩn từ trường về nhà đó, nó cho mình cái thời gian để mà suy gẫm, để mà ngẫm nghĩ về cuộc đời, ngẫm nghĩ về cuộc sống. Và chỉ nhìn những cái hàng cây cao bên con đường thôi mà nó cũng nảy ra nhiều ý lắm. Nên là ở đời thì có rất nhiều điều để mình có thể nói lên những niềm vui và cả những nỗi buồn. Nên là Thanh Lan thích hát hết tất cả các loại chứ không riêng loại nào. Thì em nghĩ thật sự thì chị là, giống như em nói, chị là một người variety, tức là chị theo đủ thứ cái sở thích, và chị có thể đáp ứng với bất cứ cái tình tiết, cái vai nào, hoặc là những cái bài hát nào mà chị có thể diễn đạt được, và cũng có thể đem được cái nỗi niềm đến cho quý vị khán thính giả xem. Thật sự thì đó là em nghĩ rằng là cũng là một cái điều mà rất ít ca sĩ nào mà, hay là những người ca sĩ nào mà có được cái chữ đó. Có những ca sĩ chỉ biết hát là nhanh thôi, hát nhạc buồn là buồn thôi, không có thể giống như chuyển qua chuyển lại, chị biết không? Chị có bao giờ chị nghĩ rằng là mình có cái may mắn đến với mình không, hay là do cái nghề này là do mình trau dồi nhiều thưa chị? Không, thật sự thì bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, phải văn ôn võ luyện chứ. Nếu mà ông trời cho mình một chút khả năng á, thì mình phải có một cái thời gian dài tập luyện cũng như là kiên nhẫn để cái khả năng đó nó được tỏa ra sáng hơn. Ví dụ như trong thứ bảy vừa rồi á, Thanh Lan hát tại Lạc Cầm đó, thì có những bài chỉ hát với piano thôi mà hát lip, tức là không có nhịp nhàng gì hết, mình bỏ hết tâm hồn vào trong cái bài hát. Hoặc có những cái bài nóng bỏng như là La Bamba hay 60 năm cuộc đời hát twist, thì từ cái mà thật là êm cho tới cái mà thật sôi động như bài Búp Bê mà hiện tại thì bây giờ cũng hát techno chứ không có hát như ngày xưa nữa. Thì cái đó nó cũng phải đòi hỏi một thời gian về kinh nghiệm sân khấu, và dĩ nhiên là phải có một cái sự vững chắc về âm nhạc. Thì Thanh Lan được cái may mắn là hồi nhỏ 9 tuổi mẹ đã cho đi học đàn piano. Thì tất cả những cái bài hát mà nhạc sĩ đưa cho Thanh Lan thì Thanh Lan cũng tự mày mò tập lấy ở nhà một mình, chứ không có cần phải làm phiền tới người khác dạy cho. Bởi vậy hồi xưa thì những ca sĩ trước 75 đó có cái ưu điểm là mỗi người hoàn toàn hát khác nhau, không có giống ai hết, là tại vì mình mày mò ở nhà, mình tìm ra cái con đường cho mình chứ không phải là mình nghe băng hay là xem YouTube để nghe người khác. Không cần phải một cái mẫu nào để cho mình trình diễn một cái bài hát, mình hoàn toàn từ trong đầu mình nghĩ ra thôi. Nên hồi thời đó Thanh Lan thấy trước 75 thì mỗi ca sĩ đều có một sắc thái khác hẳn nhau, chả ai giống ai hết. Và tại chị biết không, tại thời xưa đó, chị nghĩ đi, thời xưa đó là ca sĩ khi mà làm ca sĩ thì hay bị cha mẹ cấm, đúng rồi, gia đình cấm, cho nên cái phần mà ca sĩ mà muốn có lên thành danh cũng rất là ít, chị biết không. Còn bây giờ, thời buổi bây giờ thì hiện đại quá, ai cũng muốn tập hát, có cái karaoke là tập hát, cho nên ai cũng có thể trở thành ca sĩ. Nhiều lúc không có qua trường lớp, chị biết không, cho nên mỗi thời đó có mỗi cái riêng. Nhưng mà em nghĩ rằng là để giữ một cái ca sĩ mà để giữ một cái vị trí mà giống như chị, hoặc là có những tên ca sĩ tên tuổi, thì em nghĩ rằng là phải, như chị nói, là thứ nhất là phải có văn ôn võ luyện, mà thứ hai em nghĩ nó cũng phải có cái cơ may chứ chị. Có nhiều người, người ta cũng rất là văn ôn võ luyện giỏi, nhưng mà cái cơ hội người ta không có. Chị có bao giờ chị nghĩ vậy không? Hồi xưa ở Sài Gòn thì còn dễ, là tại vì Sài Gòn nó có chút xíu. Bây giờ tại hải ngoại thì có thể là có rất nhiều người có tài năng, nhưng mà ở tại những cái tiểu bang nhỏ đó
thì không có cái cơ hội để mà phát triển. Điều đó thì đôi khi Thanh Lan cũng nghĩ ra, cũng thương cho các em lắm. Thanh Lan thường hay đi làm giám khảo chấm thi hát cho các em ở các tiểu bang đó. Thanh Lan thấy có nhiều người hay lắm, hát có khả năng mà có tài dữ lắm, nhưng mà phải cái là các em không ở Orange County nên, nên đôi khi các em không có được đôi cánh để mà bay lên. Thì cũng nhân dịp đây thì Thanh Lan xin chúc tất cả các em yêu âm nhạc có được một cái cơ hội may mắn để tiếng hát của mình được bay đi khắp nơi. Thì chị, mình còn chỉ ít phút còn lại thôi, thì chị có lời cuối cùng gì để kêu gọi quý vị khán thính giả để đến để ủng hộ chị, thứ nhất là cho cái show Blue Ocean Music 27 tháng 4 này không? Và riêng chị cũng có thể nói về cái ủng hộ cho chị cái liên hoan phim mà nãy chị nói 12 tháng 4 gì đây nữa. Dạ vâng, thưa quý vị, dĩ nhiên là trong tháng 4 thì ai cũng nhớ đến các anh chiến sĩ. Andy làm cái show nhạc lính, tình lính vô bờ này vào đúng cuối tháng 4 là một cái chọn cái ngày rất là hay. Thì Thanh Lan dĩ nhiên là mời quý vị đến với chương trình của Blue Ocean để gặp lại Thanh Lan, Sơn Tuyền, Trang Thanh Lan, Thi Nga, Mai Lệ Huyền, Lin Công Thành, Carol Kim, Như Mai, đông quá mấy chục người trong này đọc không hết. Thì xin mời quý vị đến với tất cả các nghệ sĩ để nghe lại những bài nhạc lính mà mỗi tháng 4 hàng năm chúng ta đều nhớ đến. Và ngoài ra cái việc Film Fest thì là nó đi trước cái ngày này, đó là ngày 12 tháng 4, nhưng mà quý vị phải vào cái website của Việt Film Fest, Festival đó, FEST, để mà book vé trước. Thanh Lan mong rằng được gặp quý vị trong đêm đó, tại vì có cả tài tử Nhật qua để gặp gỡ khán giả nữa. Hy vọng rằng trong tương lai thì sẽ có những phim khác để gửi đến quý vị. Còn tháng 4 này thì rất được gặp gỡ quý vị tại Sài Gòn Performing Arts Center cùng với Blue Ocean. Thật sự thì em cảm ơn chị Thanh Lan rất nhiều. Đáng lẽ là em còn nhiều câu hỏi em muốn hỏi đến chị, cũng như là chị nhiều quý vị khán giả rất là thắc mắc. Nhưng mà một điều mà trước khi nói thì em cũng phải công nhận chị là một trong những ca sĩ mà phải nói rằng là vừa giỏi tiếng Anh mà vừa giỏi tiếng Pháp, mà tiếng Việt cũng giỏi nữa, là chị là phải là ca sĩ. Em thấy là thường thường cái học em nói cái trình độ học vấn thì em nghĩ là chị là một người em rất là khâm phục, thưa chị. Cảm ơn chị. Và cũng cảm ơn chị đã đến đây bỏ chút ít thời giờ cho Anytime cũng như đài VBS. Và hy vọng thưa quý vị, trước khi bye bye thì quý vị cũng đừng quên là cái DVD của Blue Ocean Music bài ca kỷ niệm, cũng như là cái cuốn cái show thâu hình của Blue Ocean Music Tình Lính Vô Bờ vào 27 tháng 4 này. Và cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trong những giây phút vừa qua, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp.